Sẽ có hoa quả nào ăn không nhá? Trong rừng có hoa quả nào ăn nhỉ?
ngày xấu đến thái xấu các bạn ạ. Ở đây có rất nhiều quả xấu nhá. Chưa gấp ạ. Nhưng không sao, có đồ ăn là may rồi các bạn ạ. Tổ con dế đấy. Đấy các bạn ạ. Mình đã thấy nó rồi này. Đây. Đây các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây một con nữa này. Thấy chưa? Rất là mập và béo các bạn ạ. Sản đây, không phải ăn là có đâu. Rất phải mười. Về thôi. Các bạn ơi, đây có một cái dòng nước này. Trong này sẽ có rất là nhiều cá. Để trên mình mới tắt đi. Các bạn, mình sẽ tắt hình nước ở đây nhá. Cháu ơi, tắt thế này thì bao giờ mới cạn được. Đợi chút nhá. Chuyện rồi các cành cây đan lại với nhau. Đây, 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 đây.